Chào mừng các bạn đến với kênh Xe Máy Hòa Bình Minh và mình là Thu Huyền. Ngày hôm nay thì mình đã lên video này để giải đáp cho các bạn một số cái thắc mắc là có nên mua xe Vision phiên bản cá tính thời điểm hiện tại hay không nhé. Thì hãy cùng Huyền đi tìm hiểu về chiếc xe Vision này để trả lời các câu hỏi đó. Và chính các bạn sẽ đưa ra câu trả lời dùng Huyền nhé. Trước tiên là về giá bán. Thì với giá bán ở các đại lý ở thời điểm hiện tại thì rơi vào khoảng gần 50 triệu. Và với mức giá này thì nó cũng rất là nhỉnh hơn so với những cái phiên bản khác cùng Honda Vision. Đúng với cái tên của nó là phiên bản cá tính thì chiếc xe này toát lên vẻ cá tính mạnh mẽ và thể thao. Và ở phần đầu xe thì cho chúng ta một cảm giác rất là thanh thoát khi Honda đã trang bị cho phần đầu xe đầy giải định vị LED, đèn chiếu sáng ban ngày và đèn sinh nhan có góc vuốt nhọn và thon gọn hơn. Thế nhưng mà chiếc xe này vẫn được trang bị bóng đèn halogen, là bóng đèn có ánh sáng vàng. Thì đây cũng là một điểm rất là hạn chế cho chiếc xe này. Trong khi những người bạn của nó đang được trang bị đèn LED 2 tầng thì có ánh sáng tốt hơn một chút. Nhưng mà cũng cái đèn này thì cũng đã được sử dụng đời rồi. Thế nên là cái tuổi thọ cũng như là cái ánh sáng của nó thì cũng rất là đảm bảo đấy ạ. Nếu như ở phiên bản tiêu chuẩn thì những chi tiết đường gân ở thân xe khá nhiều, thì ở phiên bản này được tiết chế lại làm cho cảm giác chiếc xe này được thanh thoát và gọn gàng hơn. Và đây cũng là một điểm nhấn khá thú vị và một điểm mới mẻ của chiếc xe phiên bản cá tính đấy ạ. Và tiếp theo đó chính là một điểm khá thú vị trên chiếc xe này, đó chính là chế độ Eco. Chế độ này thì sẽ thông báo cho người dùng khả năng hiển thị ở mức tiêu hao nhiên liệu thấp nhất ở chỉ khoảng 58 km trên 1 lít xăng. Điều này là một điều rất là thú vị khi mà nó tiết kiệm được khá nhiều nhiên liệu đấy ạ. Tuy nhiên thì trên mặt đồng hồ này thì lại chưa có chức năng hiển thị thời gian, và điều này cũng là một điều rất là thiếu sót so với những chiếc xe cùng phân khúc ạ. Một điều thay đổi khá lớn ở chiếc xe phiên bản cá tính này đó chính là vành trước đã được trang bị vành 16 inch, và nó giống như một chiếc xe Honda SH1 ở thời điểm hiện tại. Và mục đích của nhà sản xuất đưa ra cái chi tiết này đó chính là tăng sự ổn định cho xe. Tuy nhiên là cái sự chênh lệch giữa vành trước 16 inch và vành sau 14 inch cũng đã tạo ra một số những bất lợi khi chúng ta mới sử dụng xe hay là vào những khúc cua thì nó sẽ mất sự ổn định. Và tuy nhiên thì với thiết kế này thì cũng đã tạo ra một cái thiết kế mà chúng ta rất thích, đó chính là gầm cao máy thoáng. Tiếp theo thì ở trên chiếc xe Honda Vision này thì Honda Việt Nam đã trang bị hệ thống khóa thông minh Smart Key. Và một tiện ích nữa mà Huyền muốn nói đến ở đây đó chính là chiếc cốp. Chiếc cốp xe này cũng khá là rộng rãi, để được rất là nhiều đồ, những vật dụng nhỏ như mũ bảo hiểm, áo mưa và một số đồ dùng cá nhân nhỏ khác. Và một đặc biệt hơn đó chính là Honda Vision phiên bản cá tính đã được trang bị cổng sạc USB. Tuy nhiên thì nó vẫn là sạc tẩu tròn thôi ạ, vẫn cần thêm rắc. Về phần động cơ của chiếc xe này thì được Honda Việt Nam trang bị động cơ xăng 4 kỳ 1 xi lanh và làm mát bằng không khí, giúp cho chiếc xe này vận hành một cách trơn tru hơn và mượt mà hơn. Và tiếp theo về phần khung xe thì được trang bị hệ thống khung dập hàn bằng laser. Điều này sẽ giúp cho Honda Vision chắc khỏe hơn, tăng cái độ bền cho xe và giảm trọng lượng xe xuống. Thì điều này cũng khá là tốt cho một chiếc xe thế hệ mới ạ. Giống như dòng xe tay ga khác thì Honda Vision được trang bị hệ thống ngắt động cơ tạm thời. Hệ thống này sẽ phát huy tác dụng khi chúng ta dừng đèn đỏ 3 giây. Và khi muốn khởi động lại thì chúng ta chỉ cần thao tác vặn ga. Điều này thì sẽ giúp giảm tiếng ồn, cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với môi trường. Tiếp theo đó chính là dung tích bình xăng lên tới 4,9 lít và mức tiêu hao nhiên liệu chỉ khoảng 1,8 lít trên 100 km. Điều này sẽ giúp cho chúng ta di chuyển trên những quãng đường dài hơn và hạn chế được số lần đổ xăng. Và một điều rất là vui thời điểm hiện tại đó chính là giá xăng liên tục giảm. Đối với chiếc xe Honda Vision này chúng ta chỉ có thể đổ xăng A92 và chỉ đâu đó khoảng 24 đến 25 nghìn đồng trên 1 lít. Tiếp theo về trải nghiệm lái xe thì với kích thước nhỏ gọn thì giúp cho chiếc xe chạy ổn định và chắc chắn hơn. Lên ga khá nhẹ nhàng ở tốc độ 60 km/h. Đó cũng là lý do cho thấy Honda Vision đang được rất được yêu chuộng khi sử dụng trong thành phố. Về phần đệm mút ở yên xe thì có vẻ hơi cứng, nếu như chúng ta di chuyển trên chặng đường dài thì có thể là rất là ê và mỏi lưng. Đó cũng chính là một điểm trừ cho phiên bản này. Về độ êm ái thì giảm sóc thì chỉ có hệ giảm sóc đơn. Nếu đi qua gờ giảm tốc, đường gồ ghề thì vẫn có thể có gây sự khó chịu so với sử dụng giảm sóc đôi. Về cảm nhận đầu tiên khi ngồi trên xe Honda Vision thì chính là sự thoải mái về vị trí cũng như là tư thế ngồi, bởi vì chiều cao yên của nó đã được nâng lên một cách đáng kể. Và chỉ cần bóp chặt phanh trái rồi bấm đề nhẹ, xe Honda Vision đã khởi động sẵn sàng di chuyển. Về tuy nhiên khi mà lái xe tay ga thì động cơ 110 của Honda Vision cũng thể hiện sự yếu đuối khi mà tăng tốc khá là chậm.
Nếu như mà bù lại với cái động cơ như vậy thì xe được thiết kế nhỏ gọn thì khiến cho xe được linh hoạt hơn, êm ái hơn và không gây ra tiếng động hay được ồn ào quá nhiều khi mà chúng ta tăng ga. Về chiếc Honda Vision này thì cần khoảng 4 giây để đạt được tốc độ 40 km/h và khoảng 7 giây để đạt mức 60 km/h, và cần nhiều thời gian hơn nếu chúng ta muốn tăng tốc lên 80 km/h. Đó cũng là một sự không hợp lý cho những ai mê tốc độ đấy ạ. Nhưng mà bù lại thì hệ thống phanh kết hợp của chiếc Honda Vision lại khá là hiệu quả. Ngay khi chúng ta đang ở mốc 80 km/h thì các bạn chỉ cần bóp chặt phanh trái, xe cũng có thể nhanh chóng giảm tốc mà không có thể hiện trượt lốp hay là loạng choạng mất thăng bằng. Honda Vision thuộc phân khúc dòng xe tay ga giá thấp, và những năm gần đây thì số bán ra luôn khẳng định được mức top trên thị trường xe máy. Và những con số kể trên đã được khẳng định phần nào vị trí của một chiếc xe tay ga quốc dân. Tiếp tục thừa kế những ưu điểm của phiên bản trước, Honda Vision 2022 được nâng cấp về thời trang cũng như về thiết bị hiện đại hơn. Chính những cải tiến này đem đến cho khách hàng nhiều sự lựa chọn hơn, cũng như khẳng định Honda rất biết lắng nghe người tiêu dùng. Vậy từ những thông tin Huyền đưa ra thì với tầm giá khoảng 50 triệu thì các bạn có lựa chọn mua xe Vision phiên bản cá tính thời điểm hiện tại không? Hãy comment xuống bên dưới để Huyền và mọi người cùng biết nhé!